Cùng với xu hướng phát triển của xã hội, giờ đây mọi người dần chuyển sang lựa chọn thân thiện với môi trường. Xe máy Volgas không còn gây tiếng ồn lớn, vận hành êm ái và đặc biệt giá thành tầm trung phù hợp với học sinh sinh viên. Yadi Volgas được trang bị hệ thống động cơ mạnh mẽ lên đến 1.500W, tốc độ tối đa hơn 50 km/h. Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở khả năng hoạt động bền bỉ và cho phép tăng tốc từ 0 cho đến 30 km/h trong vòng 2,9 giây. Yadi Volgas có trang bị phiên bản Acqui Yadi Graffini thế hệ mới đã được cấp bằng sáng chế độc quyền do Yadi phát triển. Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến, Acqui Graffini có tuổi thọ đạt hơn 1.300 chu kỳ sạc và xả, tương đương thời gian sử dụng lên tới 3-5 năm. Yadi Volgas sở hữu thiết kế hiện đại với 6 màu sắc thời trang phù hợp với mọi đối tượng. Đây là chiếc mã đồng hành với mình trên mọi hành trình, không chỉ là công việc mà còn trên hành trình trải nghiệm bản thân, nhìn ngắm và khám phá thế giới. Cùng Volgas trải nghiệm tuổi trẻ vượt qua những giới hạn của bản thân, không ngừng vượt trội.